Là La Thiên Hành, hắn dùng Minh Hồn uy áp ép thái tử thành bộ dạng thế này. Hừm, Na Trinh, quỳ xuống chịu chết cho ta đi. Ây à, nếu thực sự phải chết, vậy sao ta phải quỳ xuống? Đại Vũ Chiến Đế hình như vì chuyện của Lưu Tú mà muốn làm khó La Thiên Hành rồi. Chúng ta phải tìm Phụ Hoàng nói cho rõ. Ừm, Phụ Hoàng ở bên đó. Phụ Hoàng, người nghe một con nói, chuyện không phải như vậy, không phải là lỗi của La Thiên Hành. Đúng đúng, Phụ Hoàng. Làm cái gì vậy, trẻ con thì ra chỗ khác chơi. Doãn Nhi, Thần Nhi, chuyện gì vậy? La Thiên Hành là vì con và Hỏa Thần nên mới ra tay, mới khiến Lưu Tú bị thương. Đại Vũ Chiến Đế, ngài không hỏi rõ tình hình, cũng không nói gì với Lưu Tú, ngược lại chỉ trích La Thiên Hành, còn có đạo lý gì ở đây nữa? Bất cản trở đi. Đúng lúc có cơ hội giết chết La Trinh, ta không thể bỏ lỡ. Lưu Tán, mâu thuẫn giữa những đứa trẻ, làm rõ chuyện rồi hãy tính tiếp. Đúng vậy. Ừm, mạng của La Trinh sao lại dai dẳng như vậy? Cứ có người bảo vệ hắn. Doãn Nhi, con nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ừm, sự việc là như thế này. Câu chuyện chính là như vậy. Ta nói này Lưu Tán, con trai của ông đúng là quá đáng rồi. Người đường đường là thần quốc thái tử, vì 9.000 cực phẩm nguyện chân nguyên thạch mà lại làm ra chuyện này. Hơn nữa bị người khác phát hiện là lừa đảo thì trả lại chân nguyên thạch là được rồi. Bản thân lại sống chết muốn không muốn trả lại. Đây không phải là hơi. Đúng vậy, đây không phải là công khai ức hiếp Hỏa Thần hay sao? Ta nói này, nó bị La Thiên Hành làm cho bị thương cũng do nó tự chuốc lấy. Nhưng con ta phải chịu bị thương oan uổng như vậy. Ngưng tâm hạng niệm, thiên lôi chính kích đó là những thứ giá trị rất lớn, phải có người đứng ra trả giá. Trả giá, Lưu Tán. Mấy năm gần đây ông càng ngày càng không nói lý, càng không nói lý rồi. Phải trả giá. Lưu Tú ức hiếp con trai Hỏa Thần ta, có phải cũng phải trả giá hay không? Bên ta không truy cứu đã đành rồi. Ông lại còn muốn gây chuyện, thật sự không hiểu cao nhân của Đại Vũ Thần Quốc thế nào. La Thiên Hành, ngươi làm tốt lắm. Chỉ cần lão Hỏa Thần ở đây, không ai dám động vào đứng ngươi được đâu. Nếu không chính là tự tìm cái chết. Ta thay mặt cho Doãn Nhi và Hỏa Thần cảm ơn ngươi. Lão Hỏa ngươi. La Thiên Hành cũng cảm ơn Thiên Phong Chiến Hoàng. Các vị cô chủ, ta còn phải đi đào khoáng đây xin tắt lễ. Nơi này không tiện ở đâu, đợi đã. Thứ trên tay của ngươi có phải là hắc tinh khoáng cáo hay không? Đúng thì đã sao, mà không đúng thì sao? Chỉ cần ngươi đó đưa thứ kỳ hiếm đó cho ta, ân oán trước đây đều có thể xóa bỏ. Muốn lấy thứ khoáng cáo này, để nghiên cứu rất lâu rồi, vậy mà vẫn không thể lấy được. Không ngờ thực sự có người lấy được nó. Chỉ cần có được nó, bảo vật gì cũng có thể đào được, đưa ta. Này, thứ đó là Thiên Hành khó khăn lắm mới đập vỡ được. Mới lấy được, sao lại cướp trắng trợn như vậy chứ? Vù. Hắc tinh khoáng cảo ha ha, quả nhiên là hắc tinh khoáng cảo. Bây giờ ta có thể tùy ý khai thác hồn hạch ở tầng cao nhất rồi. Tầng 47. Những hồn hạch này đều thuộc về ta rồi. Đau quá, có chuyện gì thế này? Hồn hạch trong phiến đá tầng 45 này có một tầng luật nhân quả tuyệt đối phòng ngự. Nếu không phải là chủ nhân của hắc tinh khoáng cảo thì không dễ đập vỡ nó được. Na Trinh, có phải ngươi đã nhận chủ hắc tinh khoáng cảo này rồi không? Đúng thì đã sao? Giao phương pháp ra đây, nếu không lấy mạng của ngươi. Hắc tinh khoáng cảo này là do ta đào ra, cũng là bản thân ta nhận chủ. Bây giờ ông có khoáng cảo của ta, còn hy vọng ta nói cho ông cách nhận chủ thật là quá lực cười. Thật uổng công ông là thần quốc quân chủ, vô sỉ tới mức độ này cũng là hiếm có lắm rồi. Lưu Tán, thân là thần quốc quốc chủ, cướp đồ cùng hậu bối, thật không ra thể thống gì. Hắc tinh khoáng cảo đã nhận chủ rồi, chi bằng trả lại cho La Thiên Hành. Chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của cậu ta. Ta đường đường là quốc chủ, cần gì hãy giúp đỡ. Đứng lại. Ngươi không cần sự giúp đỡ của La Thiên Hành, nhưng bọn ta thì cần. Mấy năm nay mọi người đều nở mặt Lưu Tán ngươi, mà ngươi thì càng không coi ai ra gì. Lưu Tán, trả hắc tinh khoáng cảo lại cho La Thiên Hành, nếu không chúng ta sẽ khai chiến một trận. Thì trả lại cho ngươi, được thôi, ngươi đã nhận chủ rồi. La Thiên Hành, cẩn thận. Đột nhiên lại giả các trò này. 3.000 miếng long lân chi lực mở.
Cái này rốt cuộc La Thiên Hành mạnh đến mức nào đây? Thứ mà đại vũ chân đế phát lộ ra, đến ta cũng phải dùng toàn lực mới đỡ lại được. Mà hắn khô tay một cái đã giải quyết xong cả rồi, ngươi lấy khoáng cảo về, ta lên tầng cao hơn đào khoáng đây. Các vị, ta xin đi trước đây, tầng thứ 47 tầng đỉnh. À, cái này. Không ngờ sinh mệnh nguyên thạch lại tụ tập ở một chỗ trên đỉnh của tầng này. Chỉ cần đập vỡ phiến đá này, có lẽ như vậy là đủ rồi. Thử xem sao. Dầm. Ha ha. Có nhiều sinh mệnh nguyên thạch thế này, có lẽ có thể khiến cho tiểu điệp tỉnh lại rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. Có điều sau khi lấy hết số sinh mệnh nguyên thạch thì tiếp theo nên làm gì đây? La Thiên Hành, ngươi đã có được hắc tinh kháng cảo, ta có một chuyện muốn ngươi giúp đỡ. Cốc chủ cứ nói đừng ngại, La Thiên Hành ta làm được chắc chắn sẽ không từ chối. Cụ khụ, cái đó, ứ đạo thần cốc bọn ta để vào trong thiên thần bí cảnh đều cần một loại khoáng thạch ở trong phiến đá này tên là hồn hạch, đúng không? Không sai. Ở gần đây có một viên hồn hạch, hãy giúp ta đào nó ra ngoài. Ta biết rồi, mời người dẫn đường. Hồn hạch à? Hóa ra nó trông như vậy, còn biết chạy nhảy nữa, như là một sinh vật sống vậy. Từ tầng 45 đến tầng 47 có tồn tại không ít hồn hạch. Bao nhiêu năm nay, bọn ta chỉ có thể hy vọng vào tử sắc vệ khoáng trùng. Số hồn hạch có được lại cực kỳ ít. Ây à, thứ này nếu như dùng được liên tục thì đã đành, nhưng trong lúc sử dụng lại bị tổn hao. Hồn hạch năm nay có thể sử dụng tổng cộng có 36 viên. Thần hải cảnh đại năng của các quốc gia không đủ để phân phối, hàng năm đều đánh triền miên không chấm dứt. Yên tâm đi, năm nay có ta ở đây, các ngươi không cần tranh nữa, đã chuẩn bị cho các ngươi nhiều hơn. Cái này đi, chỉ cần lấy được nó là có tư cách tiến vào thiên thần bí cảnh rồi. Đúng, nhẹ nhàng như vậy mà đã lấy được hồn hạch rồi. La Thiên Hành đúng là giúp đỡ quá nhiều rồi. Bọn ta cũng đến rồi đây, đúng lúc. Mọi người mau chóng tìm xem ở đây có hồn hạch gì. Ghi nhớ lại, tiếp theo thì phải làm phiền Thiên Hành rồi. Đợi đã, quốc chủ, ta có một lời thỉnh cầu. Mời nói. Chuyến đi thiên thần bí cảnh này ta có thể tham gia hay không? Chuyện này trước đó dường như không có tiểu bối nào dưới thần hải cảnh lại đang vào được đó. Thiên thần bí cảnh là nơi vô cùng quan trọng của tứ đại thần quốc bọn ta. Một người ngoài như ngươi sao có thể tháo ngươi vào được? Ây da, Thiên Hành tiểu hữu sao có thể là người ngoài được cơ chứ? Cậu ta là một thành viên của Hắc Thiết Thần Quốc. Ngày trước số lượng hồn hành của chúng ta đều có hạn, bây giờ có Thiên Hành tiểu hữu giúp đỡ, thật sự là rất quý báu. Nó không sai, hồn hành trong 3 tầng này cộng lại đã hơn 200 viên rồi. Thêm là Thiên Hành một người cũng chẳng sao. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy ta lập tức làm việc đây. Đây là của ngươi này. Được, cảm ơn. Được rồi, hồn hành cũng lấy về tay cả rồi. Xem còn cần khoáng thạch gì nữa không. Bông hoa này hình như rất là đặc biệt. Lấy nó ra đi Na Trinh. Bông hoa này là bảo vật quý báu gì vậy? Là kiếp hoa của đại địa chi thụ. Kiếp hoa? Cái tên này thật là kỳ lạ. Tại sao lại gọi như vậy? Vì nó có thể nâng cao uy lực của thiên kiếp, khiến uy lực của sinh tử kiếp đạt đến mức độ cao nhất. Nâng cao uy lực của sinh tử kiếp, võ giả từ hy kiếp cảnh tăng lên sinh tử cảnh là không thể tránh khỏi sinh tử kiếp, cũng chính là tử thiên kiếp như Huân Nhi đã từng nói. Chỉ có sau khi trải qua nhiều lần thiên kiếp thì mới tấn cấp đến thần hải cảnh. Nhưng đa số vận mệnh của các sinh tử cảnh cường giả đều qua đời ở trong sinh tử kiếp. Hơn nữa là càng thiên kiếp sức mạnh cực lớn, nguy hiểm lại càng cao. Vậy kiếp hoa này đối với võ giả mà nói chính là thứ gia tăng thêm nguy hiểm. Cần nó để làm gì chứ? Thế này thì ngươi không biết rồi. Ở trong hạ giới, tu hành thần hải cảnh thì có thể phi thăng, nhưng lên trên thượng giới, vượt qua sinh tử kiếp, bước vào thần hải cảnh chỉ là một khởi đầu mà thôi. Tử thiên kiếp của sinh tử cảnh không chỉ là kiếp nạn, mà còn là tẩy lễ của võ giả. Trong mắt võ giả thượng giới, số lượng tiểu thiên kiếp vượt qua càng nhiều thì tiềm lực lại càng lớn. Nếu chỉ vượt qua 5-6 lần tiểu thiên kiếp thì có là võ giả tấn cấp thần hải cảnh thì ở thượng giới cũng chỉ là bề dưới mà thôi. Vượt qua 7-8 lần thì mới có thể gia nhập cảnh địa nhất nhất niên nhị niêu. Còn võ giả độ qua 9 lần tiểu thiên kiếp, đây là siêu thượng đẳng rồi. Loại nhân vật này tương lai chắc chắn có thể hô lớn dương phong, trở thành người được ưa chuộng của thời đại. Ở trong một đại tộc
Trong 1.000 1 vạn năm, có lẽ chỉ sinh ra khoảng 5 6 người mà thôi. Hóa ra là vậy. Đã vậy thì thượng giới sẽ coi trọng kiếp hoa có đúng không? Ngược lại hoàn toàn, thượng giới không có đại địa chi thụ, kiếp hoa này coi như phúc lợi của võ giả hạ giới đi. Hiểu rồi, vậy ta sẽ thử xem sao. À, ngắt nhị hoa xuống, uống hoa mật ở trong đó đi. Ừ, thơm quá. Hừ, chuyện gì thế này? Trong cơ thể đột nhiên có cảm giác nóng kịch liệt quá, giống như một luồng lửa đang chạy vào trong cơ thể vậy. Hừ, sao lại như vậy? Tất cả nội tạng của ta như đang cháy hết lên vậy. Chân nguyên trong đan điền và canh nguyên trong bách hội đài cũng nóng bừng bừng lên rồi nha. Kịch là thiên hành huynh, sao vậy? Liệu không phải bị trúng độc rồi chứ? Không thể nào, đến long phê độc cũng không có tác dụng với hắn, còn độc dược gì có thể khiến hắn đau khổ đến như vậy chứ? Cậu ta đã uống thứ bên trong vị của bông hoa trên tầng cao khoáng thụ rồi, không biết vì sao lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Có lẽ những hoa đó chính là một loại vật cực độc, uống vào là chết chắc. Tiểu tử này cũng chỉ là tự mình chịu mà thôi. Ngươi không có chuyện thì ít chùi ổng ra thiên hành đi, kể cả cậu ta chết rồi ngươi cũng không hiểu khống chế hắc tinh khoáng cả thế nào. Tứ đại thần quốc chúng ta cũng không có ai là khoáng được, về sau làm thế nào đây? Cứu cứu người trước thì tốt hơn. Ra thiên hành, bọn ta đều ở đây, nếu ngươi cần giúp gì. Hự ấy, khí tế của Na Thiên Hành đã mạnh hơn rồi, hình như đã đột phá rồi. Đột phá được trong lúc này đã tiến nhập hư kiếp cảnh hậu kỳ rồi sao? Cuối cùng cũng không đau nữa rồi. Nhưng kỳ lạ thật, chân nguyên trong cơ thể của ta vốn dĩ giống như không khí tự do lưu động, nhưng bây giờ lại như thể nỏng, tốc độ lưu động chậm chạp, vận chuyển cũng khá mất lực. Chuyện gì thế này? Chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể dần dần dạng hóa chân nguyên. Sau khi ta tiếp nhận hư kiếp cảnh hậu kỳ, trạng thái này đã đột nhiên xuất hiện rồi sao? Ta cảm giác chân nguyên đang không ngừng đè nén thu nhỏ, vận chuyển cũng ngày càng tốn lực hơn, giống như nó đang ngưng động lại vậy. Đây là chân nguyên ngưng kết, sinh tử cảnh đã bắt đầu ngưng kết rồi. Chân nguyên ngưng kết là ý gì? Sinh tử cảnh thông qua thường dạ thông thường sẽ dạng hóa chân nguyên trong đan điền, sẽ tích lũy được nhiều chân nguyên hơn. Sau khi đến thần hải cảnh mới có thể mở ra một thế giới mới. Trong đan điền mênh mông cuộn lớn, cuồn cuộn, lúc này chân nguyên cũng sẽ dần dần được ngưng kết. Ở sâu trong đó sẽ hình thành nên đại lục. Lúc này, tiểu thiên thế giới trong cơ thể không những mênh mông mà còn có lục địa. Mà trong vùng trời đất có thể nuôi dưỡng sinh mệnh có thể sinh sôi nảy nở, còn có thể sinh ra văn minh, thậm chí còn có thể tu luyện. Nhưng đó là thứ chỉ xuất hiện ở thần hải cảnh đại năng. Với tu vi hiện tại của Na Trinh, chân nguyên ngưng kết còn lâu lắm. Chuyện này là thế nào, đến bản thân ta cũng không thể làm rõ được. Hóa ra là vậy. Này, các ngươi mau nhìn kìa, giữa bầu trời kia sao đột nhiên lại xuất hiện một đám đen mây đen vậy? Hơn nữa hình như nó đang không ngừng mở rộng. Đúng vậy, trời làm sao thế này, thay đổi là thay đổi được ngay. Đây nghĩa nào là chuyện gì thế này? Là thần minh muốn giáng độ hỏa hay sao? Không biết mau núp đi. Chuyện gì đây? Ta cảm thấy một luồng ác ý vô cùng kịch liệt. Ác ý này lại đến từ trong trời đất. Đợi đã, đây nghĩa nào là tiểu thiên kiếp đầu tiên của ta? Khí thế này còn mạnh hơn cả sinh tử kiếp đời của ta, là sinh tử kiếp thuộc về La Thiên Hành. Khí thế này La Thiên Hành làm sao có thể vượt qua được? Dầm 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 dẹt, dầm dẹt, ầm ầm ầm. Doãn Nhi, Thần Nhi, hai đứa đứng ra sau ta. Phụ hoàng, La Thiên Hành sẽ không có chuyện gì chứ? Câu hỏi này cha khó mà trả lời được. Không ngờ uống mật của hoa kiếp xong lại có kết quả như vậy. Na Trinh, ngươi quả nhiên là một tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc bản thân ngươi quá nghịch thiên, ông trời muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết. Đó đâu phải thứ ngươi dễ dàng kháng cự lại được. Duyệt, bùm bùm bùm. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể nhìn chiêu tiếp theo mà thôi. Đến đi ông trời. Dầm, hộ thể chân nguyên. Sau đó là tinh thần chiến thể. Đây là tinh thần chiến lực,
La Thiên Hành rốt cuộc đã tu hành loại công pháp gì vậy? Dầm dầm dầm, thiên lôi hóa hình, dẹt. Trời ơi, kia là cự long. Cũng chỉ là lưu điện hóa long mà thôi, còn kém xa chân long thật nhiều. Chính là ngươi đúng không? Đến đi. Wow, sức mạnh, ta cần sức mạnh để đấu lại với nó. 1.000 miếng, 2.000 miếng, 3.000 miếng, 4.000 miếng. Được rồi, như vậy là đủ rồi. Đến đi. Chính là bây giờ. La Thiên Hành hay có khí phách, dám xông lên để tiếp nhận khó khăn. Võ giả tu luyện, cho dù là thuận ứng thiên đạo quy tắc hay tự lập lên quy tắc đấu lại với thiên đạo, cũng đều đi qua con đường này. La Thiên Hành, xem ngươi thực sự có năng lực vượt qua thiên kiếp này hay không. Hay à, dừng lại cho ta. Duyệt duyệt gầm, lưu điện chi lực tổ thành thiểm điện cự long, thuộc tầng thứ tư của lưu điện chi lực, tiếp cận tầng thứ năm, tinh thần chiến thể sợ là không thể ngăn cản được. Hỏng rồi, hơi ya. Sức mạnh của tinh thần chiến thể biến mất, vậy đành phải dùng cơ thể để đấu lại thôi. Long lân chi lực giải phóng, uim. Cái này La Thiên Hành đã trực tiếp xé đôi thiểm điện cự long mà thiên kiếp giáng xuống rồi. Dẹt, đáng ghét, cự long do trước trong thiên kiếp hóa thành, căn bản chính là bất tử bất diệt. Thật sự không thể dựa vào cơ thể của mình để tiêu diệt đống chấp đó hay sao? Làm thế nào đây, Na Trinh, ngươi quên mất thiên phú của mình rồi sao? Thiên phú gì? Ngươi đã trải qua pháp tắc tẩy lễ, hơn nữa, độ thân hòa của lô hệ pháp tắc cũng là cao nhất. Ta đã nói rồi, thiên kiếp đối với võ giả mà nói là một kiếp nạn, đồng thời cũng là một cơ hội. Cơ hội, ta hiểu rồi, là cơ hội để lĩnh hội lưu hệ pháp tắc. Trong tất cả các pháp tắc cơ bản, thời gian pháp tắc khó nhất, không gian pháp tắc khó là sau. Còn lôi hỏa băng kim, những pháp tắc này dễ hơn rất nhiều. Dù sao ta cũng trải qua pháp tắc tẩy lễ rồi, đến thời gian pháp tắc khó nhất ta cũng lĩnh hội được rồi. Càng huống hồ chỉ là lưu hệ pháp tắc, chỉ cần lĩnh hội và điều khiển lưu hệ pháp tắc thì không cần phải đối chọi với thiên kiếp nữa. Ngược lại còn có thể lợi dụng nó. Duyệt 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 gầm. Được rồi, bắt đầu lĩnh hội. Lô hệ pháp tắc tầng thứ nhất là hủy diệt, tầng thứ hai là tịnh hóa, tầng thứ ba là thiên kiếp. Thông thường khi võ giả tấn thăng sinh tử cảnh, sinh tử kiếp dần dần động tới sẽ giáng xuống tầng thứ ba lô hệ pháp tắc, cho nên tên của tầng thứ ba mới gọi là thiên kiếp. Nhưng thiểm điện cự long mà ta đang đối mặt đây lại ẩn chứa tầng thứ tư của lô hệ pháp tắc. Bây giờ đối với ta mà nói, tất cả lô hệ pháp tắc ẩn chứa trong đống chấp kia giống như từng mảnh vỡ của một bức tranh. Muốn linh hội bắt buộc phải ghép từng miếng lại với nhau. Chỉ cần thiểm điện cự long đến gần nữa là ta có thể linh hội trực tiếp phá giải bí ẩn của lô hệ pháp tắc chi lực. Đến đi. La Thiên Hành bị con rồng nó nuốt vào rồi. Không sao, có lẽ cậu ta có dự định khác. Trước đó con rồng nữa, có con rồng lớn mạnh hơn thế cũng không làm gì được cậu ta. La Thiên Hành là La Thiên Hành, ngươi rốt cuộc là định làm gì chứ? Duyệt duyệt duyệt. Không được, lưu điện này đang không ngừng xâm thực vào cơ thể cậu ta. Nhưng lô hệ pháp tắc tầng thứ tư này ta mới chỉ lĩnh hội được một nửa. Gần thêm chút nữa, chỉ cần gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa là được. Hỏng rồi, cơ thể ngày càng suy yếu rồi. Còn không nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi nắm giữ tầng thứ tư của lô hệ pháp tắc, sợ là cơ thể của ta sẽ chết trước mắt. Nhưng ta tuyệt đối không từ bỏ. Lĩnh hội được rồi. Được rồi, bây giờ đến lượt ta xử lý ngươi. Trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Triển khai kết giới, ngăn chặn con sóng lại. Không được, nếu chặn con sóng này, nó bật trở lại, sợ là sẽ phá hỏng những thị trấn ở ven Thiên Vũ Thanh Hải. Vậy thì hãy trừ khử chúng đi, xem. Mọi người mau nhìn kìa, La Thiên Hành ra khỏi cơ thể của con rồng đó rồi. Hơn nữa hình dáng của con rồng đó thu nhỏ lại rồi. Sao lại như vậy chứ? Nô kiếp đứt hơi rồi sao? Sao lại
suy yếu nhanh chóng như vậy. Đúng vậy, dường như sức mạnh nào đó đã hút nó đi rồi. Cuối cùng cũng xong rồi. May mà lúc đó muốn hủy diệt cơ thể của ta, ta đã học được tầng thứ tư của pháp tắc chi hệ lực, pháp tắc chi lực, cho nên mới luyện hóa được lôi điện chi lực của nó. Hơn nữa còn dịch chuyển số sức mạnh còn lại sang thiên vũ thánh hải. Bây giờ ta đã có thể nốt trọn sức mạnh của nó rồi. Xoẹt. Tên là thiên hành này nốt trọn tất cả lôi kích rồi sao? Ta chỉ nhớ lôi kích tinh xung, lôi kích tinh xung kích thần hải cảnh đã từng làm được, không giống nhau. Khi lôi tinh xung kích tinh thần hải cảnh, lôi hệ pháp tăng ẩn chứa trong lôi kiếp chỉ có 3 tầng mà thôi. Vừa rồi lôi kiếp có thiểm điện cửu long, bên trong là tầng thứ tư. Lôi kiếp mà tiểu tử này dẫn động đã kinh khủng như vậy rồi, không biết sau đó còn thứ quỷ quái gì nữa. Chuyện gì vậy? Ta phải qua đó xem sao. Vù. Hóa ra là đốc công đến. Có lẽ là do lôi kiếp dẫn đốc công đến đây. Là ai đang độ kiếp mà khí thế lại kinh khủng như vậy? Đốc công là thần cấp thiên tài Lạc Thiên Hành của Hắc Thiết Thần Quốc của ta đang độ kiếp. Lạc Thiên Hành, chuyện này là thật sao? Ta nhớ hắn chỉ là võ giả hơi kiếp cảnh trung kỳ mà thôi. Sao lại đang độ kiếp? Cả huống hồ dẫn động thiên kiếp kinh khủng như vậy. Không dám giấu đốc công, thực sự là có chuyện này. Thực sự có dị tượng độ kiếp. Kỳ lạ, chỉ là một tiểu tử tấn cấp sinh tử cảnh, thiên kiếp lại kinh khủng như vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là quan năng thế nào? Đến đúng lúc lắm. Bạch Nguyệt Dung, ta nhớ cô biết chuyện gì đó liên quan đến hắn, nói thử xem sao. Chuyện này ta chỉ biết người này đến từ Tây Bắc Vực, còn lại cũng không biết nhiều về hắn. Tiểu tử Na Trinh này đại hại đến mức vậy sao? Bây giờ có thể hấp thụ lôi điện chi lực dùng để hồi phục cơ thể, lôi hệ pháp tắc cũng đem lại sinh cơ từ trong sự hủy diệt, cái gọi là xuân lôi chấn văng đại địa, mới có thể làm thức tỉnh tất cả vật đang ngủ say, khiến thế giới tự nhiên kêu gọi sinh cơ lần nữa. Đó chính là khởi nguồn của sinh mệnh. Duyệt. Có nó rồi, ta như có cuộc sống mới. Cẩn thận, lại thiên kiếp mới rồi. Có lẽ là kim kiếp. Boom. Năm đó ta đột qua kim kiếp này, đã mượn ma tâm chiến giáp, hơn nữa còn tiêu tốn hơn 20 vạn viên cực phẩm chân nguyên thạch mới đột qua được kiếp này. Trường kiếm trước mắt so với trường kiếm năm đó ta phải đối mặt nhạy bén hơn nhiều. Tiểu tử này quả thật là lợi hại. Đương nhiên rồi, lôi kiếp vừa rồi bọn ta đều không ngờ hắn có thể thuận lợi vượt qua được. Ngũ hành chi kiếp này uy thanh thế vô cùng lớn, cũng chỉ có thể nói rõ tư chất bất phàm mà thôi. Có thể triển khai tiềm lực thực sự thì là liên hoa. Có điều kia là đại thiên kiếp mới có thể có kiếp lại xuất hiện. Lần này thì kết thúc thật rồi chứ? Ý, đây là thứ gì? Là một phần của thiên kiếp hay sao? Sao có thể trong tiểu thiên kiếp lại có liên hoa nở ra? Thật sự có liên hoa nở ra điều này đối với thượng giới mà nói, đo lường tài năng một vị võ giả chỉ có thể thông qua trong độ kiếp có sinh ra liên hoa xuất hiện hay không. Bởi vì sau khi độ kiếp xuất hiện liên hoa, chứng tỏ võ giả sở hữu tiềm lực thiên đạo siêu việt. Đương nhiên không phải là nói sở hữu liên hoa chắc chắn sẽ đủ để vượt qua thiên đạo. Trong 10 vạn đại giới, số lượng võ giả sở hữu liên hoa cũng không ít, có thể vượt qua thiên đạo có mấy ai. Nhưng trong ghi chép của văn hiến, thông thường chỉ có đại thiên kiếp mới nảy sinh ra liên hoa. Tại sao Na Trinh này trong tiểu thiên kiếp lại đã nảy sinh ra liên hoa được? Không biết Na Trinh có thể làm lỡ ta mấy cánh hoa đây, ba cánh hay là năm cánh? Võ giả có thể làm mở ra ba cánh hoa đã đủ để trở thành trung phẩm của cửu phẩm thánh địa. Năm cánh ha ha, đủ để bước vào thập phẩm thánh địa, trở thành trung tâm của thế lực hàng đầu siêu cấp. Thánh nữ, chuyện này làm phiền ngươi thông qua nghịch ninh thông đạo bẩm báo lên. Vâng. Không phải chứ, Lạc Thiên Hành này lại có tiềm lực như vậy? Đúng thế, Thiên Vũ Thánh Hải năm ấy cũng chẳng qua là bát phẩm thánh địa của Long tộc nhất mạch mà thôi.
yếu phẩm và thực phẩm khó mà tưởng tượng được. Cánh đầu tiên, đây là liên hoa mà võ giả làm lại ra sao? Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy, trước đây đều là nghe nói từ trong văn miến, trong văn hiến. Cánh thứ hai, sớm đã biết tiểu tử này không hề đơn giản. Nếu như cậu ta có thể phi thăng thượng giới, sau này ở thượng giới e là cũng là một nhân vật. Thế thì sao chứ, tiểu tử này thiên phú có mạnh hơn nữa, cũng giống với chúng ta bị giam cầm ở hạ giới này. Cái này khó nói lắm. Nếu như tiểu tử đó đủ mở ra lượng cánh hoa cần thiết, đủ để nhân giới thượng tộc chú trọng thì rất có khả năng tiêu hao cái giá đủ lớn giúp các ngươi khôi phục con đường phi thăng của đại thiên thế giới này. Cái gì? Tu sửa con đường phi thăng? Thế chúng ta cũng chẳng phải là cũng đốc đốc công liên hoa này phải mở ra bao nhiêu cánh mới được thượng giới xem trọng, giúp chúng ta tu sửa con đường phi thăng ít nhất là 7 cánh. Nhưng cũng chỉ có 7 cánh, ta cũng không chắc bên trên có chịu tu sửa hay không. Nếu có thể mở ra 9 cánh, thế thì chắc chắn luôn. Trời ơi, mở nữa rồi, mở thêm mấy cánh nữa rồi. Nhưng cái này quá khó, cho dù là võ giả mở được ra 7 cánh, trong một đại giới chỉ có 10 mấy người. Người trong đại giới yếu hơn lại càng ít. Nhìn kìa, cánh thứ 3 là cánh thứ 3 rồi. Hoa thơm quá, mùi hương rất thơm lại không ngán. Đây chính là hương thơm liên hoa mở ra hay sao? À, hay là không tệ. 3 cánh hoa sen, tiểu tử này đủ để tự hào rồi. Ta năm ấy lúc ở thần hải cảnh độ kiếp cũng chỉ mở ra 3 cánh hoa. Đốc công là tam diệp võ giả, đó chỉ là đại thiên kiếp đầu tiên của thần võ cảnh. Đại thiên kiếp lần thứ 2 ta mở được 5 lá. Mở rồi, là mảnh thứ 4 rồi. À, cái này không phải ngươi gài lên là mở được đâu. Không phải, đã là thật rồi. Đây là cánh thứ 4 rồi. Liên hoa mở ra đều là số lẻ. Nếu đã mở được cánh thứ 4, mảnh thứ 5 chắc chắn là sắp lở. La Thiên Hành này rốt cuộc đã vượt xa ta rồi. Cái tên này năm ấy khi thông qua khí vận chi luân đã vượt trội rồi. Không ngờ lúc này rốt cuộc hắn ta có thể mở đổ số liên hoa, khiến thượng giới tu sửa con đường phi thăng cho chúng ta không. Cánh thứ 6 mở rồi, chắc chắn có thể mở cánh thứ 7. Tốt quá rồi, đốc công người giúp chúng ta nói xem, đã không chừng thêm một chút giá bỏ ra, thượng giới sẽ giúp chúng ta khởi động. Ta nói rồi, mở ra 7 cánh hoa sen, đích thực là có hy vọng mở ra con đường phi thăng, nhưng xác suất này chỉ có khoảng 3 phần. Bởi vì tu sửa con đường phi thăng từ thượng giới cũng là một chuyện phiền phức, ta cũng không thể bảo đảm bọn họ sẽ làm như vậy. Vậy chúng ta chỉ có thể đợi cánh hoa thứ 9 nở ra mà thôi. Cánh hoa sen thứ 9, đó là xác suất vô cùng nhỏ. Ở đại thế giới này xuất hiện cũng là chuyện vô cùng chấn động. Hơn nữa ta cũng chưa từng nghe nói hạ giới từng sinh ra võ giả sở hữu 9 cánh hoa sen. Thế chẳng phải không có hy vọng nữa rồi. Rất khó nói, ý vận của tên này đích thực là không tầm thường. Không sai, không tới cuối cùng ai cũng nói không chắc được. Chu Hoàng, ngươi đi nói với Na Trinh để cậu ta chú trọng một chút, ngồi thiền xếp bằng lúc nào cũng được mà. Không phải ngươi quan hệ tốt với cậu ta hay sao? Không bằng đi xin cậu ta xem. Thế nào lại tới cầu xin ta vậy? Cái này dù sao cũng liên quan đến chuyện phi thăng thiên hành. Cái này khởi động nguyên hoa, bản thân ngươi ngồi thiền thả ra hít vào có phải là không tốt lắm? Và nhìn nhận một cách nghiêm túc, cô chủ, ta cảm thấy suy cho cùng là thượng giới đang đo lường đường tiềm lực của ta, đâu phải ý chí của ta có thể quyết định được. Theo ý của Thanh Long, thứ này mở được bao nhiêu là bao nhiêu. Hay đám người này đúng thật là sao lại kỳ vọng hết lên người mình vậy. Cũng phải, xem ra chỉ có thể xem ý trà mà thôi. Không biết cánh hoa thứ 9 của liên hoa cuối cùng có thể mở ra được hay không. Đây là cánh thứ 8 mở rồi, tất cả đều mở rồi. Bao nhiêu năm nay cuối cùng đã hoàn thành rồi. Đúng vậy, không cần phải cầu xin bằng môn tà đạo nữa, chúng ta có thể đường được chính chính phi thăng rồi. Đáng chúc mừng, ta sẽ bẩm báo với thượng giới, hy vọng bọn họ sớm tu phục phi thăng thông đạo cho chúng ta. Không ngờ cuối cùng chúng ta cũng đợi được ngày này. Phù, cuối cùng cũng độ kiếp xong rồi, thuận lợi tấn thăng sinh tử cảnh rồi. Sao nó còn chưa biến mất, chuyện gì vậy?
Đốc công, chuyện này là sao? Có chút kỳ quái. Hình như có thứ gì đó đang dãy giụa ở trong liên hoa. Trong bộ dạng này có vẻ hơi khó. Liên hoa chia thành 9 cánh. 9 cánh hoa sen đại diện cho liên hoa kiểu chân chi mệnh. Nhưng đây chỉ là tầng thứ nhất, vẫn là tiểu thừa liên hoa. Nếu có thể phá thiên chướng, độ nhập đại thừa thì có thể tránh được 27 tâm nguyện. Đó chính là tầng thứ hai. Đốc công, Na Trinh có phải sắp đột phá đầu tầng thứ hai rồi không? Chuyển thành đại thừa liên hoa, chuyện này có lẽ không thể. Liên hoa mặc dù có tiểu thừa và đại thừa, tiểu thừa mở 9 cánh là nhiều nhất, đại thừa 27 cánh, nhưng mà có người mở được tiểu thừa liên hoa 9 cánh, càng không nói võ giả khởi động đại thừa hàng vạn năm nay chưa từng có ai. Chỉ nghe nói Lăng Tiêu Thiên Tôn ở tiêu giới 260 vạn năm trước độ kiếp luân hồi xong từng mở đại thừa liên hoa. Các thiên tôn khác có hay không ta không rõ. Có điều mặc dù ta chỉ bị thượng giới phạt xuống đây đô đốc tứ đại thần quốc lấy tổ long đản, nếu có thể tìm ra một vị võ giả mở đại thừa liên hoa, vận mệnh của ta biết đâu lại được thay đổi. Có điều chỉ có thiên tôn mới có đãi ngộ này. Tên tiểu tử trước mắt Thanh Long, cửu diệp liên hoa không phải đã mở rồi sao? Lẽ nào nó còn xin chuyển tiếp mọc ra bông thứ hai? Aha, suy nghĩ này của ngươi thật là kỳ quái, sao có thể mọc ra bông thứ hai được chứ? Vậy có lẽ sắp mở ra tầng thứ hai, ngươi mang trong mình mệnh cách đại thế chi tranh, hoàn toàn có khả năng này. Ngươi cứ chờ đi. Tầng thứ hai rốt cuộc là cái gì vậy? Lại có liên hoa mới nở, một cánh, hai cánh, ba cánh, tất cả nở 26 cánh, còn một cánh chưa nở. Đại thừa liên hoa có 26 cánh chứng tỏ hắn ít nhất có đại thế chi tranh vậy. Trong đại thế giới này có thể hắn không phải là nhân vật chính, nhưng ít nhất có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng. Đại thế chi tranh giả người này, chẳng trách lúc ở thiên diều tiên mộ vừa mới mở ra vận mệnh của Na Trinh rất kém, vô cùng bất chắc, nhưng sau đó hắn có thể vượt qua thẳng một bước lên mây, dẫn đầu luân hồi vận khí. Aha, tiểu tử lát thiên hành này, Doãn Nhi, con thấy hắn thế nào? Chi bằng ý phụ hoàng, người đang nói gì vậy? Con mặc kệ người đó. Aha, các ngươi nhìn xem đầu óc của lão hỏa nhanh chưa, nhanh như vậy đã nghĩ cầu một vị hiền tế cho con cái rồi. Ta còn tưởng cánh hoa cuối cùng sẽ mở ra, đúng là nằm mơ. Có thể mở đại thừa liên hoa tới trình độ này, ngươi nên tự thỏa mãn đi. Hơn nữa chỉ cần xuất hiện liên hoa, ngươi sẽ phải độ kiếp một lần. Cho dù thế nào cuối cùng cũng kết thúc rồi, ta phải đi xử lý khoáng thạch còn lại. Ý, cái gì vậy? Sao lại có uy thế lớn như vậy? Hoàn toàn vượt qua giới hạn của sinh linh, không thể nào. Cơ thể giống như bị dính chặt, chỉ có ý thức từ từ chuyển động. So với nó, ta chỉ nhỏ như một hạt cát bụi. Sao lại có thứ mạnh như vậy chứ? Chỉ là những sợi rất là mỏng, đã có uy lực lớn như vậy rồi. Ta quá bé nhỏ, không thể sống sót trên đời này. Thanh Long, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng tới võ đạo chi tâm. Rốt cuộc nó là cái gì? Có thể hóa giải hay không? Cái này ta cũng không biết. Còn con mắt của ai vậy? Sao lại có ý thù địch đáng sợ vậy? Cảm giác chỉ cần nó muốn lập tức tiêu diệt ta trong tích tắc. Yeah. La Thiên Hành, phục. Nó luôn vào cơ thể của ta, ta có thể cảm giác được. Hắc băng này biến lục phủ ngũ tạng của ta thành màu đen, nó muốn giết ta. Nha. Không được, ta sắp không chịu được nữa rồi. Đã tới nước này chỉ có thể... Không, như thế không được. Thiên Vũ Thánh Hải đã không còn là ngọn núi, ngọn núi nào để chuyển dần sức mạnh được nữa. Nếu tiếp tục thế này sẽ làm bị thương tới dân thường mất. Làm thế nào đây? Chi bằng chỉ tìm tới khu vực trung vực mà ta quen thuộc, trung vực Tây Bộ, nhân diệt tản chí chi địa. Quỳnh Thiên Khởi Thành, Bạch Danh Sơn phía nam. Chỗ hàng này nếu 3 ngày tới nơi, chúng ta sẽ tới kiểm tra. Quỳnh
Kẻ địch tấn công ư? Có phải là thiên tà thần quốc lại tới hay không? Tấn công cái rắm, chẳng thấy một người nào cả. Không thể nào. Nếu như kẻ địch tấn công, sức mạnh này ở đâu? Có thể làm đổ lửa ngọn núi. Các ngươi mau nhìn xem, ngọn núi kia kìa, biến mất rồi. Không được, không đủ được, không đủ dùng. Bước tiếp theo chỉ có thể dùng kẻ thù từng gặp. Hải thần đại lục, xong là thánh địa. Huỳnh, chuyện gì thế? Ma tộc ư? Báo cáo lăng nghi nạn nhân, không phát hiện dấu tích của ma tộc. Mặc dù không biết vì sao cả ngọn núi sụp đổ, nhưng chuyện này không phải đơn giản. Nhanh chóng thông báo cho nhân tộc từ Tử Tâm thánh địa. Vì sao lại thế này? Tất cả ngọn núi đều tận diệt, cũng không thể chống đỡ sức mạnh của Hắc Mang ư? Hình như nó đang ép ta lựa chọn, ép ta phải chết hay là hàng ngàn hàng vạn sinh linh chết. Chỉ trong chốc lát, ta đã hủy diệt 300 vạn ngọn núi rồi. Nhưng đạo Hắc Băng này hình như không chịu tha cho ta. Mặc dù ta đã tìm kiếm những nơi có con người ít biết đến, nhưng cũng sẽ vô tình làm liên lụy đến các sinh linh. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Đợi một lát, hình như đạo khói đen kia đã dần dần biến mất. Phù, cuối cùng cũng qua được rồi. Sao lại như vậy? Ngay cả Hắc Man nó mạnh như vậy cũng không có cách nào tiêu diệt Na Trinh Như. Hắn thật là. Thiên hành, ta biết ngươi đã dùng lực chuyển ra rồi. Có điều, ngươi đã chuyển sức mạnh của Hắc Mang tới đâu rồi? Xin lỗi, ta chuyển chúng lên núi rồi. Tất cả những ngọn núi không có người sống ở đại thiên thế giới hầu như đều bị hủy diệt. Cái gì? Cũng tức là tứ đại thần quốc, tất cả ngọn núi đều bị hủy diệt. Không chỉ tứ đại thần quốc, trung vực và các nơi khác cũng vậy. Vậy các ngươi có biết con mắt màu đen đó là thứ gì hay không? Ta cũng không biết là gì, nhưng có sức mạnh khủng khiếp như vậy, ít nhất là thiên tôn nhất cấp, hoặc là nó chính là một vị thiên tôn. Thiên tôn cường giả, cho dù là ở khắp thiên hạ cũng là sự tồn tại đỉnh cấp. Cho dù hủy diệt cả một đại thiên thế giới, đối với hắn mà nói không phải là chuyện quá khó khăn. Không, không nhất thiết phải là thiên tôn cường giả mới có thể làm được. Đại giới giới chủ của thượng giới đủ để tiêu diệt một đại thiên thế giới rồi. Ta hiểu rồi. Nhưng cho dù là giới chủ hay là thiên tôn đều không thể làm nhẹ nhàng như không được. Con mắt này ta cũng không thể phán đoán được nó là nó có lai lịch như thế nào. Nếu có cơ hội nhất định phải làm rõ lai lịch của con mắt này. Tuy không biết vì sao nó lại nhắm vào ta, nhưng dù sao cũng là thượng giới chi vật, tương lai phải cực kỳ cẩn thận mới được. Tu vi cũng đã đột phá rồi, lát nữa tranh thủ thời gian giải quyết khoáng thạch thôi. Bọn họ làm gì vậy? Ồ, ta quên mất một chuyện. Ta không phải là luyện khí sư, rất nhiều khoáng sản không có tác dụng gì với ta. Ta giao cho các ngươi tự chia với nhau đi. Phân chia. Thiên hành tiểu hữu, chỗ khoáng sản đều do một mình ngươi đào ra, phân chia cho mọi người như vậy thì có phần không hợp lý. Đúng vậy, thiên hành. Ra giá bán cho mọi người đi. Hả? Bọn họ làm sao vậy? Ăn nhầm thuốc rồi sao? Vậy thì cũng cung kính không bằng tuân mệnh. Vậy thì đến mua đi, tiện thể phân chia hồn hành ta đào được cho mọi người. Trong chốc lát đã có được 300 vạn cực phẩm chân nguyên thạch, dường như tương đương với cả một phần mỗi một thần quốc. Đúng là giàu quá rồi. Có điều bọn họ đối xử với ta như vậy là muốn nhờ giúp đỡ gì sao? Được rồi, hồn hành đã phân chia xong rồi, đến lúc xuất phát đến thần hoàng mỹ cảnh rồi. Thiên hành, ta đưa ngươi qua đó. Ồ, được. Thiên phong chiến hoàng là một lão cáo già, không ngờ lại mềm dẻo như vậy phía trước. Lúc này đã bắt đầu chọn hôn phu cho con gái rồi đây. Ha ha, phụ hoàng. Ây à, không biết thiên hành tiểu hữu ra thế nào, đã từng kết hôn chưa? Cả ngày trời đám người này đến để mai mối sao, kỳ lạ quá. Chưa từng kết hôn, có điều trong nhà đã có hẹn ước rồi. Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Phụ hoàng, người hỏi người ta như vậy làm gì? Thật là có gì mà không được hỏi chứ? Không phải ta đang nghĩ thay cho con hay sao? Hắn rốt cuộc đã có người trong lòng rồi sao? Cái đó ta có lời nói thẳng, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như mọi người trở nên khách sáo với ta quá. Ngươi muốn biết nguyên nhân thật sao? Vậy thì qua đây ta nói cho ngươi biết. Cô ta có ý gì? Đừng lo lắng, cô ấy chỉ sao lưu một đoạn chân dung của ngươi mà thôi, bảo báo lại cho thượng giới nhân tộc.
Chân dung. Đúng vậy. Ngươi chỉ cần chú ý vào tinh thạch này, nó sẽ ghi chép lại hình ảnh của ngươi. Ngươi cũng có thể thông qua nó có được thông tin hồi báo từ thượng giới. Phi thăng thông đạo của đại thiên thế giới bị hỏng rồi. Nhiều năm nay không ai có thể xuống hạ giới được sửa chữa. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng không thể phi thăng được. Kể cả tu luyện nghìn năm, cuối cùng cũng phải vào tình cảnh thiên nhân suy ngũ. Ta thân là ý giáo thánh nữ, gánh vác trách nhiệm liên kết trên dưới, đã nhiều lần thỉnh cầu thượng giới tu phục phi thăng thông đạo. Nhưng vì từ thượng giới sửa chữa ngược xuống dưới, cho nên hao tốn rất nhiều tinh lực và tài nguyên. Nếu không có võ giả khởi động cửu điệp liên hoa thì không cần thiết phải làm điều đó. Hiện có một võ giả đến từ Thiên Bắc Vực ở Tứ Đại Thần Quốc khởi động được một đại thừa liên hoa, tổng cộng là 30 năm cánh liên hoa. Người này thiên phú khí vận hiếm có vô cùng. Sau khi các vị thượng giới nhân tộc có được thông tin, có thể nhanh chóng tu phục phi thăng thông đạo để hạ giới võ giả có cơ hội phi thăng. Chẳng trách bọn họ lại cung kính với ta như vậy, chỉ là không biết nhân tộc thượng giới là người thế nào, là môn phái của Vân Lạc hay là của Thiên Miêu đạo nhân. Bỏ đi, những thứ này tạm thời không liên quan tới ngươi, làm tốt chuyện trước mắt đã. Các vị đi thôi, chúng ta cùng đến Thần Hoàng Bí Cảnh. Được, Thần Hoàng Bí Cảnh. Hắc Thiết Thần Quốc, Thần Hải Cảnh Đại Năng Chu Khánh. Cô chủ, sao ngài lại dẫn mấy tiểu bối này đến Thần Hoàng Bí Cảnh vậy? Hồn hạch vốn không quá đủ. Nếu như các thái tử công chúa cũng đến, nhiều người như vậy tranh đoạt sợ là... Chu Khánh, đem hết bàn thờ thần linh ra đây. Cô chủ, lần này là lấy được bao nhiêu hồn hạch? Số lượng Minh Khám cần thiết là bao nhiêu? Minh Khám là thứ dùng để kích phát hồn hạch, chủ yếu là do Hắc Thiết Thần Quốc chế tạo mà ra. Năm nay trước khi xuất phát đã đem 29 miếng hồn hạch, cho nên cũng phải cần ít nhất là 29 miếng Minh Khám. Nghĩa nào lần này các cô chủ vận khí vô cùng tốt, lấy được thêm 30 miếng hồn hạch hay sao? Mang hết Minh Khám ra đi, lần này bọn ta lấy được 100 miếng hồn hạch. Cái gì 100 miếng? Vậy không phải là tất cả mọi người đều có thể vào Thiên Hoàng Miệng Thiên Thần Bí Cảnh hay sao? Sao có thể chứ? Ở trong Hoàng Thụ ai mới nhiều có nhiều như vậy? Không thể là do phệ khoáng trùng đào hết ra ngoài được. Cô chủ, có phải mọi người đã nghĩ ra cách mở phiến đá ở tầng đỉnh kia không? Các vị hãy cảm ơn Thiên Hành, những hồn hạch này đều là do Thiên Hành lấy ra từng miếng một. Cậu ta đã lấy được khắc tinh kháng cảo ra ngoài rồi. Cái này nó hại quá, thứ này đặc biệt quá. Ta đi xem rốt cuộc là thứ gì. Cái này ta vốn định dùng cảm chi nhìn tình hình bên trong, nhưng đã bị chặn lại rồi. Minh khám này có thể ngăn cách linh hồn cảm chi hay sao? Cầm lấy. Đây là số hồn hạch bọn ta có được, mỗi người một viên. Con lần này bị tổn thương đến linh hồn, không thích hợp để vào trong Thần Hoàng Bí Cảnh. Đợi sau này tính tiếp. Được rồi, lần này thăm dò Thiên Thần Bí Cảnh, có lẽ là năm có số người đông nhất trong những năm gần đây. Mọi người cố gắng hết sức, tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mọi người. Được. Xoẹt. Đây là biến thành linh hồn thể rồi. Đúng vậy. Linh khám này phối hợp với hồn hạch có thể giúp chúng ta tách linh hồn khỏi cơ thể, đi vào mộ địa chiếm cứ cơ thể. Có thể nói nếu như linh hồn mạnh, võ giả sẽ có thể tranh nhập cưỡng đoạt. Nhưng nếu muốn khống chế thi thể thì cần dựa vào hồn hạch. Hóa ra là vậy. Thanh Long, ta bên này điều khiển thi thể mà có thể vào Thiên Thần Bí Cảnh rồi. Khi sắp tiếp cận tổ Long Đản, ngươi nói cho ta một tiếng, ta cần sự giúp đỡ của ngươi mới có thể lấy được nó. Lão Thiên Hành đến được chúng ta rồi. Được. Ý tỉ, nhìn linh hồn của hội người đó, của hội ngũ nếu chuyện đều là màu đen, chúng ta thì là màu xám. Vì bọn họ là chiến hồn cảnh, kiên cố vững chắc hơn linh hồn của chúng ta. Ồ, Lão Thiên Hành, linh hồn của ngươi hình như là khác hẳn. Ha, đừng để ý điều đó. Chúng ta xuất phát thôi. Thần Hoàng Bí Cảnh nối vào mộ viện. Đợi đã, đừng qua đó vội. Thủ mộ đang đó, có thể kích thương tất cả các âm hồn.
nhưng sau khi nó công kích một lần thì sẽ dập tắt một khoảng thời gian. Nơi nó bị đập rồi, chúng ta sẽ vào lại. Đồ cổ long mạch nhất tộc lại hạ thật đấy. Ánh sáng đó cũng là một loại linh hồn công kích. Không biết vị thần hải cảnh đại năng này tránh nó như thế nào đây. Hóa ra là hóa hồn vi thuẫn. Nhưng nhìn vào trong trình độ này, có lẽ không có tác dụng với linh hồn của ta mất. Nơi này cất giữ cả trăm vạn thi thể của long mạch nhất tộc. Nhiều năm trôi qua rồi, những thi thể này sớm phải hóa thành xương rồi mới đúng chứ, xương cốt rồi chứ. Những thi thể chôn dưới những bia mộ kia đều là những nhân vật bình thường. Thi thể của bọn họ không hề được thông qua xử lý đặc biệt. Đừng nói đến thi thể, kể cả là xương cốt, nhiều năm như vậy sớm đã bị hóa thành tro cốt rồi, hoàn toàn biến mất khỏi trời đất này rồi. Những thi thể mà bọn ta muốn chiếm cứ nằm ở phía sâu trong mộ. Chính là ở đây sao? Dường như những quan tài dưới tầng dưới khá nhiều, càng lên lại càng ít. Những thi thể trên kia sắp xếp theo thực lực và địa vị. Những thi thể tăng càng cao, thực lực lúc còn sống càng mạnh. Nhưng mọi người phải tự lượng sức mình, làm việc đừng ép bản thân mình quá. Chiếm thi thể quá mạnh, nếu không sẽ bị khống chế được, nếu không sẽ không khống chế được. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là các ngươi phải cẩn thận tinh hồn quang ở trên đó. Tinh hồn quang sẽ tịnh hóa linh hồn ở trong không trung. Cho nên từ giờ trở đi, mọi người chỉ có thể hành động ở mặt đất thôi. Linh hồn quang có thể tịnh hóa linh hồn trong chớp mắt. Với cường độ linh hồn của các ngươi, không có cửa để phản kháng lại đâu, chỉ có thể bị tiêu diệt thôi. Lát nữa chúng ta sẽ bỏ lên trên, đợi tịnh hồn quang chớp tắt, các ngươi sẽ vào sân ở bên cạnh, hiểu chưa? Hình như là hiểu rồi, mọi người nên tản ra, phân thành hai bên và sân đi. Ta dường như không thể thông qua linh hồn cảm chi biết được tình hình bên trong quan tài. Ở tầng hang này là những thi thể đẳng cấp gì vậy? Có lẽ là thân phận võ giả thần đan cảnh, là nhân vật trung tâm của long mạch nhất tộc. Nhưng mà chết yểu. Tiếp tục lên trên, mọi người không được lơ là cảnh giác. Linh hồn quang này từ trên trời, từ trên xuống dưới thì chậm, càng trở lại lên cao thì thời gian dành cho mọi người càng ngắn hơn. Tản ra, thế này cũng đủ rồi chứ? Đã là tầng thứ ba rồi. Ấy, bên trên có viết thứ gì đó. Lên, chúng ta phải lên tầng 4 hoặc là tầng 5. Ôi đại đã, ta lên liền. Làm thế nào đây? Bây giờ ta không kiếm lên tầng thứ 4, mà hình như cũng không còn thời gian để lui lại nữa. Doãn Nhi, hỏng rồi, tiếp tục như vậy Doãn Nhi sẽ bị tịnh hóa mất. Nhưng ta ở tầng 5, tịnh hồn quang đã sắp tới tầng 4 rồi, không thể đi được. Tốc độ của ngươi không đủ, các ngươi ai cứu con gái ta đi. Lão Thiên Hành, ngươi đừng đi. Kể cả linh hồn có mạnh thế nào, ở trước mặt tịnh hồn quang đều sẽ bị tịnh hóa sạch sẽ. Đúng vậy, Lão Thiên Hành này đúng là hy vọng phi thăng của chúng ta. Ai chết cũng được, nhưng ngươi không thể chết. Tránh đi, nguy hiểm. Doãn Nhi, Lão Thiên Hành.